Hello mấy bạn, hôm nay tụi mình lên nhà dì mình chơi rồi nướng sườn ăn luôn. Có gì để mình quay lại rồi chia sẻ với mấy bạn coi cho vui nha. Bạn coi cái vườn rau của dì mình nè, được một cái chanh này như là bên Việt Nam mình kêu chanh giấy hay sao vậy? Trái nó to như trái cam vậy, lớn trái cam nữa. Đây hàng rau đây. Có nhiều rau đấy các bạn, thấy không? Đó. Đường cây ớt á. Cây ớt với mấy chậu hẹ. Cái này là mấy miếng sườn gì mình sẽ quá kiếp nó thành kiếp sống, thành kiếp chín. Đây. Cái này là cái dũng mình nướng nướng cho nó khét khét trước á bạn. Rồi xong rồi cái cho nó có mùi, cho nó vàng vàng cái da, xong cái mới để ra một bên. Bên để nướng nướng khoảng 2 tiếng mấy 3 tiếng nữa ha anh chị. Khoảng 3 tiếng 2 tiếng mấy nữa cho nó mềm. Nó mềm không phải cái kiểu mà rượu như barbecue mềm, nhưng mà mình cũng còn nhai nhai kiểu Việt Nam mình thích á. Vậy là mình phải đậy hầm là nướng lúc sau mình nướng cho nó mềm. Cái này giống như là hai bên của con heo cho nên là giống như là nguyên con heo chứ ha. Là nguyên con heo. Nguyên cái sườn của con heo. Mà nó tề tề rồi nên cũng ngon lắm à. Còn là chừa lại những miếng miếng thịt đẹp không à. Đó, thấy chưa? Thơm, bắt đầu lên thơm rồi đó nha. Cái công thức nướng này rồi, ngon lắm mấy bạn. À, mấy bạn nào có cần công thức thì gì mình chia sẻ nha, hay là muốn đặt sườn mình nó thấy bắt đầu nghe mùi khét khét đó, thơm á, thấy chưa, nó giống như vậy đó. Xong cái bắt đầu để qua một bên, không có còn nướng nướng trên lửa nữa đó. Nhìn bắt đầu nghe thơm thơm rồi đó nha. À lửa cái lò nhìn đẹp mới tin gì, nhưng mà gì mình nói nó cũng giống như nó bị nghẹt nghẹt sau cái chỗ ra lửa đó. Thấy không, cho mấy bạn coi nè, cái bình ga bên đây, nó cái lò nướng này nó không có cái bình ga giống như mình, nó đi thẳng ra cái nó dùng cái đường ống của nhà ga luôn đó, ra vậy đó. Rồi khoảng 3 tiếng nó mời ăn nha. Có một cái chỗ gì mình là lửa nó bị hơi cao các bạn, cho nên phải đứng canh. Còn mấy chỗ này thì lửa thấp. Cái kiểu này chắc mình phải làm vài lần nữa, chắc phải mua cái lò mới mà. Dạ, rồi. Đó, nó vậy đó, thấy không? Nó vàng vàng đẹp, rất đẹp. Nhưng mà vậy là chưa chín đâu các bạn, mình phải làm tới mấy tiếng nữa lần. Mình chỉ làm để lấy màu, lấy kiểu cho nó đẹp thôi. Rồi này đây mấy bạn, nó vàng vàng rồi, cho nên bây giờ để lên, để một bên đó bạn, để lửa một bên, thịt một bên, cho nó vàng, cho nó chín, cho nó mềm mấy bạn. Nó mềm vừa vừa kiểu mà dai dai mình ăn được thôi. Cái này là trong lúc mình chờ thịt chín ở ngoài á, vì mình làm thêm một món bún bò Huế nha mấy bạn. Bún bò Huế mà tăng cường thêm cái món này cho mình đây nè. Mình khoái khẩu cái món này nè. Cái này mà nấu giống như phá lấu bên mình trong bánh mì là hết sảy nữa mà. Đây. Thấy chưa? Cái này là gì? Chân heo. Để riêng ra nó cũng hơi mềm rồi, cho nên không dám để trong nồi súp nữa. Khi nào ăn rồi bỏ vô. Đang ra tô rồi. Đó, bên đây thì cũng chuẩn bị ngồi thôi à. Có thêm cái món tăng cường cho mình. Rồi, đây là mấy người bạn của mình nha. Mấy người bạn thân tại có nhiều đây à. Có nhiều bạn đó mấy bạn. Nên thôi bây giờ bắt đầu ăn trong lúc chờ đợi cái thịt chín. Mà nói vậy chứ cũng sầm gì hoành tráng lắm các bạn.
tô nào tô nấy, giống như tô đặc biệt, tô xe lửa vậy đó. Cái này nhìn cái thịt trong quá trời không. Dạ. À, đã quên để tôi vô đẹp thấy chưa, đây rất là đẹp luôn. Đừng có nói rau mùa đông bên mình không có nha, đây thứ gì cũng có hết, có chưa. Rồi cho mấy bạn thèm chơi nha, có gì để mình ăn xong rồi mình kể cho nghe nó ngon như vậy sao nha. Cái này mình ăn một buổi rồi mà còn bao nhiêu đây bạn, quá trời không, còn hai ba cục thịt trên cái gân. Cái gân là khoái nhất ha, ăn sực sực giống như là sụng. nói không biết ra giảm mà mà nghĩ là ngon, nói là biết ngon rồi nha. Mà hơi cay đúng không ạ, má mình còn bỏ thêm một miếng ớt nữa vô ăn sặc thấy bà luôn, quá trời luôn, thấy chưa, còn ngon. Cái này cũng được khoảng tiếng hơn rồi bạn, nhìn cái màu rất đẹp đó bạn. Bên mình á, thì nhớ hồi xưa bên mình ở dưới quê á, mỗi lần nướng cái gì mà có khói lên á, phải tránh khói để ăn bị đau bụng hay gì đó bạn. Mấy cha mẹ mấy người gì lớn dưới quê hay nói vậy á. Mà ở đây thì lại hay nướng khói các bạn. Đó, nhiều khi mới thấy mấy dì mình á, nướng cái hồng thải mấy cái cục củi vô hay là xịt nước vô cho nó có khói lên, có mùi thơm khói các bạn. Thơm ngon. Nhìn như đẹp quá rồi nè, thơm chảy nước miếng luôn các bạn. Con ấy, vậy là có đi quá sớm không? Dạ không sao, Hiếu nãy giờ hồi sáng chưa đi là nó đã kêu rồi. Bắt đầu có màu, lên màu đẹp lắm rồi đó nha. Thì thêm chút xíu cho nó có gia vị rồi. Cho nó có thấm mùi thơm của nó thấm á. Người ta brush rồi này kia cho em đi không có. Không có làm đâu. Giản dị quá. Còn cảm giác cứng ha. Ừ, còn cứng. Chắc chừng tiếng nữa ha. Chừng tiếng nữa ngon. Lên màu đẹp lắm mà thơm quá trời luôn rồi đó. Ra là mở cửa, mở cái nắp lên là nó, cái mùi nó nực lên này. Rồi, ngon lành chưa? Khoảng tiếng ăn nữa ăn nha mấy bạn. Rồi, khoảng tiếng nữa. Nè, nếu mấy bạn thấy không? Nhà gì mình cũng có cái lò để quay heo nè mấy bạn. Cho nên mấy bạn nào ở gần có gì liên lạc với mình, bữa nào qua đây làm con heo quay chơi nha. Thôi xong. Tại vì em tin nghĩ nó không có trái phật qua. Yeah. Tại vì nó để tình lưng này cái đường nó đi không có bình thường. Nè mình để sơ sơ lên là mình lấy ra hơn thôi. Dạ. Yeah. Mình sẽ lấy xuống. Ngon quá. You want to cut the honey and see how it tastes? No, I think it's okay. I'm pretty sure it tastes good. Màu đẹp, lên màu. Nào mình nấu ở ngoài là mình hy sinh trời lạnh, mình ra ngoài mình nấu đang mình làm cái clip này á, thì nói nay tại trời lạnh mà mình ra mình làm cái này là mình hy sinh. Yeah. Yeah, mình hy sinh nên mình làm. Đó, thấy chưa? Đẹp chưa? Chị. Bây giờ là chỉ còn ăn nữa thôi á. Quá ngon. Chảy mỡ rồi. Chảy rồi. Cái nào mà nó không có được chín tới nhiều khi mấy cái gì đó đó. Yeah. Mà em tin nghĩ tí à, lòi xương rút vô rồi, nó tung rồi. I think we done. Yeah, we done. Hey, thank you for the chef. Cảm ơn. Nhìn là juicy, nhìn ngon lắm á. Không biết mình kêu ngon, mềm. Sốt gì không? Cũng hơi mặn thêm thì rồi, em tới làm chút. Mà ngon. Ngon lắm, mềm thấy không, nhìn cắt nước nó chảy ra các bạn.
không có khô, mềm, chín, vừa chín tới, ngon lắm. Quên rồi, nạt rồi. Cứ làm đẹp á Hiếu, nhìn đẹp á. Thôi hẹn gặp lại mấy bạn trong video sau. Nếu mấy bạn có ý kiến gì cho mình một tin nhắn nha, để làm tốt hơn, hay là mấy bạn muốn thấy tụi mình nấu món ăn gì khác. Cảm ơn mấy